quay trở lại. Và lúc trước chúng ta đã cùng nhau phân tích rằng chúng ta sẽ cùng chuẩn bị những cái gì để có thể bắt đầu công việc bán hàng online rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc để bán được những đơn hàng đầu tiên nhé. Và trong bán hàng online thì có rất là nhiều mạng xã hội giúp bạn hỗ trợ bán hàng bạn cho bạn tốt hơn. Ví dụ như là Facebook này, như Zalo này, như Instagram này, như YouTube. Tất cả đều có thể hỗ trợ bạn bán hàng. Tuy nhiên rằng là việc bán hàng online hiện tại vẫn chủ yếu là trên Facebook thôi. Và ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn là chủ yếu ở trên Facebook thôi nhé. Và bước đầu tiên để bạn bán hàng online được đó là gì ạ? Đó là hãy trải nghiệm và tìm hiểu sản phẩm của các bạn. Chỉ khi bạn trải nghiệm sản phẩm rồi, bạn mới thực sự hiểu rằng là nó có tác dụng như thế nào, những cái lưu ý, những cái quá trình sử dụng nó gặp vấn đề gì, và mình sẽ biết được và mình tư vấn cho khách hàng của mình tốt hơn. Sau này khi mình bán hàng và khách hàng bảo là em ơi nó thế nọ thế kia, bạn ngay lập tức bạn bảo là em biết rồi, chị làm thế nọ thế kia thì chị sẽ điều chỉnh được nó đó. Thì các bạn phải là người trải nghiệm sản phẩm của các bạn dùng nó hiệu quả, các bạn yêu thích nó, và khi các bạn có niềm tin, các bạn yêu thích nó rồi thì các bạn mới có thể truyền tải cảm xúc đó đến những người mua. Quá trình bán hàng không đơn giản là quá trình, không đơn thuần là quá trình trao đổi hàng hóa, mà còn là quá trình truyền tải cảm xúc nữa, truyền tải niềm tin và cảm xúc yêu thương của bạn với sản phẩm này đến những khách hàng của các bạn. Thì các bạn phải là người trải nghiệm rồi các bạn mới làm được điều đó. Và thứ hai nữa, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta tìm hiểu kỹ sản phẩm của chúng ta. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ sản phẩm của chúng ta nha. Sản phẩm của chúng ta được sản xuất như thế nào, nó có những thành phần gì, những công dụng gì, nó giải quyết được những vấn đề gì của khách hàng. Và đó, chúng ta sẽ phân tích ra cái sản phẩm của các bạn. Và khách hàng quan tâm sản phẩm của mình, họ gặp những vấn đề gì và mình có giải pháp gì, sản phẩm để giải quyết vấn đề của họ. Ví dụ sản phẩm bên mình là sản phẩm Hyaluron Repair Serum chẳng hạn. Sản phẩm này là một loại serum chứa hyaluronic acid, và cái hyaluronic acid này thì nó giải quyết được vấn đề gì ạ? Nó giải quyết được vấn đề điều tiết dầu, và từ điều tiết dầu đó thì nó sẽ làm se lỗ chân lông và giảm mụn đi. Vậy thì cái vấn đề của khách hàng của mình là gì? Vấn đề khách hàng cần sản phẩm này là gì ạ? Họ bị da nhờn này, họ bị lỗ chân lông to này, họ bị mụn cám này, họ bị mụn đầu đen này, họ bị mụn ẩn này, đó. Họ bị da khô ráp, sập sệ này, đó. Thì đó là vấn đề của khách hàng. Và sản phẩm của mình là gì? Sản phẩm của mình là giải pháp giải quyết vấn đề đó. Và làm như thế nào để sản phẩm, cái lý do gì, nguyên nhân gì để sản phẩm của các bạn có thể giải quyết vấn đề đó? Thì mình có thể giải thích, mình hiểu sản phẩm của mình giải thích rằng là sản phẩm của bên em có chứa hyaluronic acid. Hyaluronic acid là một loại phân tử có sẵn trong da, nhưng do quá trình chúng ta lớn tuổi lên thì chúng ta lão hóa và cơ thể chúng ta sản sinh ít đi, thì chính những điều đó khiến cho da chúng ta ngày càng sập sệ, hay trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, nắng nóng, môi trường điều hòa khiến da mất nước, và khi da mất nước thì nó sẽ tiết tín hiệu là tiết nhiều dầu hơn, từ đó dẫn đến việc là da bị tăng tiết dầu, bị nhờn, bị lỗ chân lông to và bã nhờn nhiều, kết hợp với việc làm sạch không sạch thì chúng ta dẫn đến các tình trạng là bít tắc, gây lên mụn cám, mụn ẩn, mụn đầu đen. Và sản phẩm của bên em thì bổ sung hyaluronic acid cấp nước cho da, và khi cấp nước cho da thì da đủ nước rồi sẽ bắn tín hiệu đến tuyến dầu rằng là tôi đủ nước rồi, cô không phải tiết dầu nữa, và khi đó thì da giảm tiết dầu đi, da sẽ ít nhờn đi, da lỗ chân lông không hoạt động quá tải nữa, nó sẽ thu nhỏ lại, và khi không có bã nhờn, không có dầu thừa, kết hợp với việc làm sạch đúng cách nữa thì chúng ta sẽ giảm được các mụn cám, mụn đầu đen. Thì đó là cách mà chúng ta tìm hiểu vấn đề và giải quyết vấn đề của khách hàng dựa trên giải pháp sản phẩm của chúng ta. Các bạn hiểu như thế thì các bạn mới có thể làm nội dung bán hàng và các bạn mới có thể tư vấn cho sản phẩm được nhé. Và đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai thì các bạn đăng bài bán hàng, bắt đầu rồi là đăng bài bán hàng nha. Đăng bài bán hàng thì như mình nói hôm trước đó ạ, thì các bạn nên rằng là các bạn sẽ tạo cho mỗi sản phẩm của bạn một cái album, và album đó bạn sẽ đăng hình ảnh các cái video và bạn sẽ đăng kèm các cái chú thích của các bạn vào đó, các cái feedback của khách hàng vào đó. Thì đăng sản phẩm, đăng bài viết bán hàng bạn sẽ đăng như thế. Và để đăng bán hàng thì chúng ta đăng gì ạ? Chúng ta đăng bài viết, chúng ta đăng hình ảnh, chúng ta đăng video, chúng ta đăng các livestream bán hàng đúng không ạ? Và để chúng ta sẽ tìm hiểu nha, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách đăng bài hiệu quả là như thế nào. Thì khung giờ đăng hiệu quả chúng ta là khung giờ nào, những khung giờ nào ạ? Là những khung giờ mà nhiều người tiếp cận. Chúng ta bán hàng online mà là một hình thức làm bán sản phẩm và đồng thời là làm dịch vụ luôn. Thì khách hàng của chúng ta khi mà họ đang bận đi làm, những cái giờ hành chính họ đang bận đi làm, họ có thời gian lướt Facebook không ạ? Đúng không ạ? Họ không có thời gian lướt Facebook thì khi bạn đăng lúc đó bạn
có thể là bạn không tương tác tốt với khách hàng của bạn. Vậy thì mình sẽ tìm hiểu những cái khung thời gian nào là khung thời gian khách hàng của mình nghỉ ngơi, thì họ sẽ có xu hướng là họ sẽ tiếp cận bài đăng của chúng ta nhiều. Ví dụ như những chị bán hàng online, những chị chúng ta có thói quen chúng ta dạy một cái là chúng ta sẽ mở, chúng ta lướt Facebook một cái, sau đó chúng ta mới dạy chúng ta làm việc, đúng không ạ? Và thường thì trung bình là chúng ta thường ngủ dậy trong tầm từ 7:30 đến 8 giờ. Và các chị công sở thì cái việc đầu tiên các chị đến công sở là các chị sẽ mở máy tính các chị lên lướt một chút rồi các bạn, các chị mới vào công việc. Thì đó, thì chúng ta có một khung thời gian hiệu quả đầu tiên trong ngày, đó là khung 7 đến 8 giờ là cái khung tiếp cận đầu tiên trong ngày, thì chúng ta có thể đăng bài lúc đó. Và một khung thứ hai là khi họ nghỉ ngơi. Khi họ nghỉ ngơi, họ nghỉ trưa này, họ ăn trưa, họ nghỉ trưa, thì họ sẽ có xu hướng họ cầm điện thoại, họ lướt lướt Facebook. Thì lúc đó là khung từ 12 giờ đến 2 giờ là cái quãng thời gian mà họ có thể tiếp cận được nội dung của chúng ta. Và một khung thứ ba là khung ngoài giờ buổi tối, là khung từ 8 giờ đến 12 giờ đêm hàng ngày, là các bạn cũng có thể tập trung vào những cái khung thời gian đó để các bạn đăng bài, để tăng hiệu quả của các bạn hơn. Và chúng ta sẽ xem cái cấu trúc bài đăng như thế nào là một cấu trúc thu hút nhé. Một cấu trúc bài đăng thu hút sẽ là một cấu trúc gồm 3 phần. Cấu trúc phần thứ nhất sẽ là tiêu đề thu hút, thứ hai là diễn giải nội dung, và thứ ba là kêu gọi hành động. Thì cái tiêu đề thu hút là sao ạ? Ở khách hàng của chúng ta một ngày họ lướt lướt rất là nhiều trên Facebook và có hàng ngàn những cái tin trên new feed của họ. Thì làm như thế nào để họ dừng lại cái bài đăng của chúng ta họ đọc? Thì chỉ khi mà bạn có một cái tiêu đề thu hút, trong 30 giây đó bạn có thể đánh đổ khách hàng, tán đổ khách hàng, đánh gục khách hàng trong cái tiêu đề đó để họ muốn vào trong 3 giây, thôi ạ. Họ nhìn thấy tiêu đề của bạn và họ thấy vấn đề của họ ở đó và họ muốn vào, họ giải quyết vấn đề của các họ của bạn. Ví dụ như là có thể là mình đăng một tấm hình là mụn đầu đen chẳng hạn, thì mình đang bị rất nhiều mụn đầu đen trên mũi và mình rất đau khổ và mình rất quan tâm cái việc làm sao giải quyết vấn đề mụn đầu đen. Và mình đăng lên mình bảo là bí kíp giải quyết mụn đầu đen, hay là 5 cách giải quyết mụn đầu đen hay là gì đó, thì cái cách đó sẽ rất là thu hút khách hàng của chúng ta hơn là việc bạn đăng hình ảnh lên, bạn đăng những cái câu đơn giản như là BB stick 315.000 chẳng hạn. Họ không quan tâm đâu, họ không có thời gian, họ có quan tâm cái đó đâu. Họ chỉ quan tâm khi mà cái nội dung của họ kích thích cái nhu cầu của họ, đánh vào cái nhu cầu của họ, đánh vào cái vấn đề của họ thì họ sẽ quan tâm. Thì đó là cái cách mà bạn bắt đầu cái tiêu đề thu hút của các bạn. Bạn hãy quay lại cái phần chuẩn bị bên trên, bạn đã chuẩn bị vấn đề và giải pháp của bạn như thế nào rồi, và bây giờ bạn dùng những vấn đề đó để tạo những cái tiêu đề thu hút để kích thích khách hàng của bạn sẽ dừng lại đọc bài của các bạn và có thể phát sinh nhu cầu mua hàng nhé. Và tiếp theo là chúng ta diễn giải nội dung. Khi phần diễn giải nội dung này, chúng ta sẽ viết những cái nội dung dài hơn về công dụng thành phần sản phẩm, hay những cái câu chuyện của chúng ta trong quá trình sản phẩm, câu chuyện của khách hàng của chúng ta trong quá trình sản phẩm, để khách hàng họ đọc tiêu đề xong và họ đọc bên dưới đó, họ cảm thấy cung cấp được thông tin cho họ. Và cuối cùng là kêu gọi hành động. Kêu gọi hành động thì chúng ta có thể bảo khách hàng là để lại comment để được tư vấn, inbox để được tư vấn, hay để lại số điện thoại để được gọi điện, hay là hãy gọi đến số điện thoại này để được tư vấn. Thì đó là cách mà các bạn để lại kêu gọi hành động cho khách hàng. Và chúng ta sẽ xem rằng là chúng ta sẽ nên đăng những cái nội dung gì trên Facebook nhé. Chúng ta sẽ cùng xem là chúng ta sẽ nên đăng nội dung gì trên Facebook nhé. Và có một sự thật rất là buồn cười là những người mà bán hàng online thì sau một thời gian thì bạn bè của họ mất dần tương tác, và thậm chí còn hủy cả kết bạn nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn bán hàng, bạn chỉ nghĩ đến công việc bán hàng và quanh đi quẩn lại lên Facebook, các bạn chỉ toàn bán hàng. Và đã thế lại các cái nội dung toàn copy, linh tinh, toàn copy những hình ảnh của người này, hình ảnh của người kia, bạn bè của bạn dần dần cảm thấy rằng là cái Facebook của bạn trở nên xa lạ với họ. Và khi họ không tương tác với bạn nữa thì bạn dần dần mất đi cái mối quan hệ bạn bè với khách hàng của các bạn. Vậy thì sao ạ? Vậy thì khi chúng ta đăng bài, không chỉ đơn giản là việc chúng ta đăng bài bán hàng đâu, mà chúng ta hãy để ý đến việc rằng chúng ta đã là ai trước đó. Tôi là Ngân trước đó, và tôi có những người bạn bè học cùng cấp 3, cùng đại học với tôi trước đó, và họ quan tâm đến việc tôi sống như thế nào, con cái tôi như thế nào, và trông tôi bây giờ như thế nào, và tôi tương tác với họ như thế nào. Vậy thì trước khi các bạn quan tâm đến việc đăng bài bán hàng online thì bạn hãy cứ là bạn đi đã. Bạn hãy vẫn cứ đăng những hình ảnh của bạn, hãy đăng những sinh hoạt hàng ngày của bạn, cuộc sống của bạn, chồng của bạn, con của bạn, gia đình của bạn, hay con chó, con mèo của bạn. Bởi vì trước kia bạn là như thế, và những người bạn bè của bạn trên Facebook của các bạn tương tác với bạn bởi vì như thế. Nên chúng ta hãy vẫn cứ là chúng ta đã. Và chúng ta nhớ rằng nha, chúng ta hãy tương tác với những người bạn của chúng ta, không chúng ta sẽ dần dần mất đi tương tác với những người bạn của mình sau quá trình bán hàng online đấy ạ. Và kinh nghiệm của mình thì sao ạ? Mình để chế độ xem trước,
mình để chế độ xem trước những người bạn thân thiết mà hay nói chuyện với mình, những người hay tương tác với mình thì mình để chế độ xem trước. Thì khi mà mình hay tương tác với họ, họ đăng bài gì lên mình cũng thấy mình tương tác và mình có câu chuyện với họ, và họ sẽ cảm thấy rằng là à, mình bán hàng online nhưng mình vẫn là mình không có thay đổi và không có làm phiền ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ hết, và họ rất là dễ dàng chấp nhận cái việc mình bán hàng online và ủng hộ mình rất là nhiều. Và mình để xem trước như thế, họ đăng cái gì lên mình cũng xem được, và mình tương tác với bạn bè của mình tương tác với bạn bè của mình rất là dễ dàng. Và sao ạ, khi mà bạn tương tác với bạn bè của bạn rồi thì bạn bè của bạn cũng tương tác với bạn, và họ sẽ nhìn thấy bài đăng của bạn, họ nhìn thấy bài đăng của bạn, và khả năng khơi gợi nhu cầu của họ trở thành khách hàng của bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đừng bao giờ đánh mất hay lãng phí những người bạn trên Facebook cá nhân của các bạn nhé. Hãy chú ý rằng bạn là ai trước khi bán hàng online thì hãy là người đó, hãy vẫn cứ là người đó đi, hãy chia sẻ những điều là chính mình đi. Vậy thì chúng ta chia sẻ những gì cuộc sống của bạn thì bạn sẽ chia sẻ gì ạ? Bạn chia sẻ những điều bạn thích, bạn chia sẻ những hình ảnh cuộc sống hàng ngày của bạn, của chồng bạn, của con bạn, của những con vật bạn nuôi, của những cây cối bạn trồng, của cách bạn sắp xếp nhà cửa, cách bạn nấu ăn, hay những thói quen tích cực của các bạn mà từ khi bán hàng online bạn bắt đầu có những thói quen tích cực nha. Ví dụ như bạn dậy sớm hơn tập thể dục này, bạn dậy sớm hơn học hỏi này, bạn tham gia khóa học này, bạn đọc sách này, hãy cũng chia sẻ những điều đó trên Facebook cá nhân của các bạn đi, để những người bạn cảm thấy rằng à, cô ấy đang phát triển bản thân và cô ấy đang phát triển rất là tốt đó. Và chúng ta còn gì nữa ạ? Chúng ta phải nhớ rằng hãy thường xuyên tương tác với bạn bè của bạn nha. Bạn nhớ rằng bạn là ai, bạn bán gì thì bạn vẫn cứ là bạn, và chúng ta vẫn cần những mối quan hệ bạn bè, và chúng ta tôn trọng những cái mối quan hệ bạn bè trước đó. Thì hãy nhớ làm những điều đó nha. Và tiếp theo là chúng ta mới đến phần thông tin liên quan đến công việc bán hàng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ xem rằng là khách hàng tiềm năng của bạn là ai, bạn vẽ chân dung khách hàng tiềm năng của bạn ra. Khách hàng tiềm năng của bạn đang gặp vấn đề gì? Ví dụ tôi bán hàng cho các chị em phụ nữ, và các chị em phụ nữ ở độ tuổi đó thì họ quan tâm đến vấn đề gì ạ? Họ quan tâm thai sản, họ quan tâm chăm sóc con, họ quan tâm ăn dặm cho con, họ quan tâm nuôi dạy con, họ quan tâm cách chăm sóc gia đình, họ quan tâm mẹo vặt, họ quan tâm cách nấu ăn, họ quan tâm rất là nhiều vấn đề, chị em chúng ta rất là nhiều vấn đề. Thì hãy chú ý xem là khách hàng của bạn quan tâm những cái điều gì, thì chúng ta sẽ tạo những cái nội dung, chúng ta sẽ tham gia những cái hội nhóm như thế, những cái hội nhóm về vấn đề đó, và chúng ta sẽ tạo những cái nội dung chia sẻ về những vấn đề đó. Có thể là nội dung chia sẻ dựa trên trải nghiệm của bạn, câu chuyện của bạn, hoặc là nội dung bạn tổng hợp được thông qua internet, thông qua sách báo, và bạn chia sẻ lại với những người bạn của bạn. Và cái này là cái cách mà chúng ta tạo điểm chung với khách hàng của chúng ta. Khi khách hàng của chúng ta bước vào Facebook của chúng ta, họ thấy rằng là à, tôi đang quan tâm vấn đề nọ, vấn đề kia, và họ thấy bạn đăng vấn đề đó và họ có tương tác với Facebook của các bạn. Và tương tác rồi thì sẽ rất dễ dàng kéo gần khoảng cách từ một người xa lạ thành một người quen, và một người quen thành một người bán hàng dễ hơn rất là nhiều. Thì đó cũng là một thứ bạn nên đăng trên Facebook của các bạn. Và tiếp theo bạn đăng những gì ạ? Bạn đăng thông tin quà tặng. Bạn có thể cho dùng thử này, cho tặng quà này, để lôi kéo những người mới đến với Facebook cá nhân của các bạn, biết đến Facebook của cá nhân của các bạn hơn. Và bên cạnh đó thì với các bạn chưa tự tin hoặc chưa biết cách live stream như thế nào, thì bạn có thể tặng quà trong live stream để rèn luyện cái cách mà mình live stream, cách mà mình nói live stream để cho khách hàng mình thu hút chẳng hạn. Và cuối cùng thì chúng ta mới đăng bài bán hàng nhá. Cuối cùng thì chúng ta mới đăng bài bán hàng đấy, chứ không phải là các bạn chỉ biết đăng bài bán hàng đâu. Thì đăng bài bán hàng chúng ta đăng cái gì ạ? Chúng ta sẽ đăng những bài viết chia sẻ kinh nghiệm bản thân sử dụng sản phẩm kèm ảnh minh họa. Có nghĩa rằng là trước kia bạn sử dụng thì khuôn mặt bạn như nào bạn chụp lại, sau một tháng bạn sử dụng thì khuôn mặt như nào bạn chụp lại, và bạn chia sẻ những cái điều bạn trải nghiệm đó để trở thành một nội dung bán hàng. Và các bạn lưu ý rằng các bạn trên Facebook cá nhân các bạn thì các bạn hãy cố gắng dùng nhiều các hình ảnh của các bạn nhé. Đừng có đi copy những hình ảnh của người khác, bạn sẽ trở thành người xa lạ trong mắt những bạn bè của bạn đó, và cái nội dung của bạn nó sẽ không phải là nội dung thu hút nữa. Thì các bạn hãy lưu ý, các bạn có thể copy nhưng hãy biến nó thành cái của mình. Người ta đăng hình của người ta rồi thì mình đăng hình của mình, chứ tại sao copy hình của người ta lên Facebook mình làm gì, đúng không ạ? Thì các bạn hãy cố gắng biến những cái đó thành cái của mình. Đôi khi chúng ta có thể dùng những hình ảnh đẹp của người khác, nhưng mà chúng ta vẫn nên sử dụng những hình ảnh của các bạn hơn là dùng hình ảnh của người khác nhé. Và chúng ta làm gì ạ? Chúng ta tạo ra nhu cầu cho khách hàng. Các bạn nhớ ra cái phần lúc trước chúng ta tìm hiểu sản phẩm, chúng ta đã phân tích chưa ạ? Chúng ta phân tích vấn đề rồi, chúng ta phân tích giải pháp rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra vấn đề cho khách hàng.
gợi ý, tạo ra nhu cầu, gợi ý vấn đề cho khách hàng rằng là sản phẩm của chúng ta dùng cho da dầu, thì những người da dầu đó họ thường gặp cái gì ạ? Họ thường gặp da dầu bóng nhờn này, họ thường gặp lỗ chân lông to này, họ thường gặp mụn cám này, họ thường gặp mụn đầu đen này, họ thường gặp mụn ẩn này. Vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta lôi một chủ đề ra để chúng ta tạo nhu cầu cho họ. Hôm nay chúng ta lôi chủ đề mụn đầu đen, ngày mai chúng ta lôi chủ đề mụn cám, ngày kia chúng ta lôi chủ đề mụn ẩn, ngày nữa chúng ta lôi chủ đề da nhờn, ngày nữa chúng ta lôi chủ đề xe nhỏ lỗ chân lông đó. Thì các bạn có thể gợi ý các vấn đề đó cho khách hàng, gợi ý rất là nhiều. Và trong quá trình bạn sử dụng, bạn thấy những cái sản phẩm đó có cái công dụng gì mà có thể liên hệ đến vấn đề gì, thì bạn lại tiếp tục bạn làm để bạn gợi ý cho khách hàng của các bạn. Thì đấy cũng là một cách đăng bài thu hút và hiệu quả cho trên Facebook cá nhân của các bạn. Và tiếp theo nữa là các bạn đăng bài gì ạ? Các bạn có nhớ rằng phần chuẩn bị mình có nói với các bạn rằng là các bạn hãy tham gia vào các hội nhóm đúng không ạ? Các hội nhóm bán hàng, các hội nhóm cộng đồng đó ạ. Thì bây giờ các bạn sẽ đăng bài bán hàng của các bạn vào các cái hội nhóm bán hàng đó. Nếu như hội nhóm cộng đồng nào được phép đăng thì bạn có thể đăng, như hội nhóm cộng đồng thì thường là nó chỉ cho trao đổi thôi. Thì bạn trao đổi để lát nữa, trao đổi để làm gì thì mình sẽ nói với các bạn. Nhưng các bạn sẽ có thêm một đoạn nữa là các bạn sẽ đăng bài trên các hội nhóm bán hàng nữa. Hãy đăng trên các bài hội nhóm bán hàng để tăng tương tác, tăng những cái người có khả năng tiếp cận với nội dung của các bạn nhé. Bởi vì các bạn thấy rằng là Facebook của các bạn có bao nhiêu bạn bè? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, người giỏi nhất thì có 5.000 đúng không ạ? 5.000 đấy thì chúng ta có rất là ít, và chúng ta buộc và chúng ta phải tìm cách chúng ta khai thác thêm bằng cách là chúng ta sẽ đăng bài cho những hội nhóm bán hàng để chúng ta tăng cái tương tác, tăng cái sự tiếp cận của chúng ta đến nhiều khách hàng hơn. Và chúng ta đăng gì nữa ạ? Mình có nói với các bạn rằng là các bạn hãy nhập hàng về ở lúc trước đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn đăng là các bạn đăng hàng về nhiều như thế nào, và hàng các bạn bán đi hàng ngày như thế nào, thì các bạn cũng đăng lên, các bạn chia sẻ lên để những người bạn bè của các bạn thấy rằng là cô ấy đang bán được hàng rất là tốt, những người xung quanh thấy rằng là hàng đi nhiều như thế này thì chứng tỏ nó hiệu quả và mình sẽ tin tưởng cái sản phẩm này hơn. Đấy là cái cách mà chúng ta tạo sự tin tưởng cho khách hàng, và chúng ta cũng tạo cái sự kích thích cái ham muốn của những người bạn của các bạn rằng là họ cũng có thời gian rảnh và họ cũng ở nhà nuôi con rảnh rất là nhiều, và họ muốn bán hàng online không biết bắt đầu từ đâu, và họ thấy bạn bán được nhiều như thế thì ắt hẳn là bạn bán được hàng và bạn có kinh nghiệm, và họ muốn bạn chia sẻ cho họ, dẫn dắt họ, kèm cặp họ bán hàng. Thì lúc đó họ sẽ đề xuất với bạn và bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm của bạn, những cái kinh nghiệm mà bạn được biết, những cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ của bạn ở đây, thì bạn tổng hợp lại và bạn chia sẻ lại cho họ để hướng dẫn họ biết cách bán hàng online. Thì đấy cũng là một cách để các bạn tăng khả năng bán hàng và tăng khả năng kiếm sỉ, bán sỉ cho các bạn. Và nữa là chúng ta sẽ đăng gì ạ? Chúng ta đăng feedback khách hàng. Khi mà các bạn bán hàng cho khách rồi thì khách sử dụng hiệu quả, người ta sẽ feedback lại bạn là chụp ảnh này, hay là chat với bạn, hay là comment với bạn bảo là sản phẩm này chị dùng tốt lắm. Thì khi đó bạn sẽ chụp hình lại những cái hình ảnh đó và bạn đăng lên Facebook các bạn, kèm những cái nội dung giới thiệu sản phẩm đó, và để tăng cái độ tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm đó. Ngoài ra nhá, mình có một lưu ý nhỏ, khi các bạn đăng feedback này thì các bạn nên xin phép khách hàng trước rằng chị ơi, em sẽ đăng cái feedback của chị này trên Facebook có được không ạ? Nếu như họ nói là không, chị không muốn đăng đâu, thì đơn giản bạn nói rằng là em sẽ che tên đi, che hình chị đi, người ta không biết đâu, chị yên tâm. Và bạn đăng họ lên, đăng cái feedback lên để tăng tương tác, tăng cái tin tưởng của khách hàng. Và nếu như mà khách hàng của bạn rất nhiệt tình bảo em đăng đi, vậy thì bạn hãy xin phép họ một lần nữa là chị ơi, em có thể tag chị được không? Nếu như mà họ đồng ý thì có thể tag họ. Và cái cách mà bạn tag họ như thế sẽ là một cách để bạn tiếp cận thêm đến những bạn bè của họ, và biết đâu bạn sẽ bán được hàng rất là nhiều đấy. Hồi trước thì mình cũng bán cho một chị này, chị bán quần áo, bán mỹ phẩm cho một chị bán quần áo, và chị nhận được, chị chụp lên Facebook, chị tag mình vào là cảm ơn Ngân, chị đã nhận được và chị dùng thấy thế nọ thế kia, rất là thích đấy. Thế là sau khi chị đăng như thế xong thì ngay lập tức trong hôm đấy mình có 3 người bạn của chị inbox mình và mua hàng của mình. Thì đó cũng là một cách để bạn tăng tương tác cho Facebook của các bạn và tạo bài đăng trên Facebook của các bạn. Và đăng gì nữa ạ? Các bạn có nhớ rằng mình nói với bạn là tạo fanpage không ạ? Tạo fanpage xong thì các bạn có thể đăng trên Facebook cá nhân của các bạn, đồng thời các bạn lại đăng tiếp trên fanpage đó. Bởi vì mình có nói với bạn từ lúc trước rằng là cái fanpage này nó sẽ có thể là khi họ tìm kiếm trên Facebook thì sẽ gợi ý ra fanpage của các bạn. Hoặc là sau này các bạn có kỹ thuật hơn rồi thì các bạn sẽ có thể rằng là các bạn dùng cái fanpage đó để phục vụ công việc chạy quảng cáo, để tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Và chúng ta còn làm gì nữa ạ?
chúng ta quay video của các sản phẩm của chúng ta, giới thiệu sử dụng các sản phẩm của chúng ta và chúng ta đăng lên Facebook chẳng hạn này, hay chúng ta live stream. Khi bạn đã sẵn sàng có kiến thức và tự tin với bản thân mình cũng như sản phẩm của mình rồi thì các bạn hãy live stream đi. Hãy live stream để tiếp cận rộng hơn với những bạn bè của mình. Các bạn có thấy rằng là khi bạn bè của các bạn live stream thì trên Facebook của các bạn nhận được thông báo rằng là người A, người B, người C live stream đúng không? Thì bạn cũng thế, khi bạn live stream thì bạn bè của các bạn cũng sẽ nhận được những thông tin như thế. Và họ nhận được thông tin như thế rồi họ sẽ tiếp cận Facebook của các bạn tốt hơn. Và đặc biệt tính năng live stream là tính năng rất là hay, là chúng ta có thể tương tác trực tiếp với nhau. Thì cái live stream này sẽ giúp bạn bán hàng tốt hơn rất là nhiều, rất là nhiều và có thêm những cái kỹ thuật live stream khác để bạn có thể lôi kéo thêm rất là nhiều khách hàng khác. Và cái kỹ thuật này thì mình đào tạo cho đội nhóm của mình rất là nhiều. Các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ những